Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã vào channel, mình là Carrot đây. Video hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về quy trình lắp đặt điều hòa treo tường hai mảnh hở dân dụng mà nhiều bạn đã gửi yêu cầu mình làm video hướng dẫn trước đó. Hiện nay trên YouTube đã có rất là nhiều video hướng dẫn, tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn lại theo cách riêng của mình sao cho các bạn dễ hiểu và dễ áp dụng trong thực tế. Khi tiến hành lắp đặt dàn lạnh trong thực tế, bạn sẽ gặp nhiều trường hợp khác nhau, có thể là ống được đi âm bên trong tường như thế này, hoặc ống đi nổi bên ngoài, hoặc đôi khi cũng có thể là ống được xuyên tường phía bên phải của dàn lạnh. Nếu bạn biết cách lắp đặt dàn lạnh trong trường hợp ống đặt âm tường như thế này thì trong những trường hợp còn lại bạn sẽ thực hiện dễ dàng hơn, và đó chính là nội dung chính trong video này. Trước khi bắt đầu thì mình sẽ giới thiệu sơ qua tất cả những dụng cụ, thiết bị, vật tư mà chúng ta cần phải có trước khi tiến hành lắp đặt máy. Ở đây chúng ta có bơm chân không, đồng hồ, nạp ga, bộ le dùng đỡ le ống, lục giác dùng đỡ khó và mở quanh hai ngã và ba ngã. Đây là mũi khoan khoét tường. Đây là mấy khoan bê tông. Giao các ống thì sẽ có hai loại, loại lớn và loại nhỏ. Loại nhỏ dùng trong trường hợp vị trí cắt chật hẹp. Đây là dũa dùng đỡ loại bỏ bevia, thước thủy dùng đỡ định vị và cân bằng dẻ treo máy. Đối với ống đồng 12 trở lên sẽ dễ dàng bị cúp ống trong trường hợp chúng ta uống với góc nhỏ, do đó mà cần đến lò xo hỗ trợ việc uống ống. Kế bên chúng ta có dụng cụ đỡ siết tán, các bạn có thể sử dụng mỏ lết hoặc là kề lê lật. Kim điện dùng đỡ kết nối nguồn cho máy, đây là thuốc nô quýt, bút thư điện, bút mực lấy dấu, dao rọc giấy. Ở bên trên có điện kho dùng đỡ hàng ống đồng trong trường hợp ống đồng bị thiếu. Bạn sử dụng băng keo trắng đỡ trùng màu với xi quấn bảo ôn ống đồng. Chúng ta cũng nên chuẩn bị cầm giữ ống đồng, ống nước. Đây là thước đo. Và cuối cùng các bạn đừng quên, đó là búa dùng đỡ đóng tắc kê. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp đặt dàn lạnh. Trước mình sẽ đặt dàn lạnh theo đúng hướng lắp đặt như thế này để cho các bạn dễ hình dung. Bạn hướng phần mặt lưng của máy lên trên như thế này, kiểm tra đường ống thoát nước ngưng trên máy để trùng khớp với vị trí lắp đặt trên tường hay chưa. Trong trường hợp này trên tường ống nằm phía bên tay phải, còn vị trí đường ống thoát trên máy nằm phía bên tay trái. Do đó mà chúng ta tiến hành đổi vị trí, lấy từ vị trí này và lắp vào vị trí này. Kế đến bạn gắn phần dẻ treo của máy vào mặt sau của máy như thế này, kiểm tra điểm ngam trên vỏ máy đã khớp với vị trí chính giữa hay chưa. Lưu ý là phải đảm bảo là luôn luôn ở chính giữa như thế này. Và sau đó kiểm tra vị trí đánh dấu đã khớp với các vị trí của đầu rắc coi chưa. Thông thường đối với máy mới thì chúng ta cứ lấy đúng theo vị trí đánh dấu của nhà sản xuất. Tuy nhiên có một số trường hợp hy hữu mình đã gặp phải, đó là lắp hơn 30 máy thì có gần chục máy bị sai vị trí đánh dấu ở trên dẻ treo. Lúc đầu mình không có biết, mình cứ lấy đúng theo vị trí đánh dấu của nhà sản xuất. Tuy nhiên khi lắp dàn lạnh lên thì ống bị thiếu hụt các bạn, do đó mà phải tiến hành hàn nổi lại ống rất là mất công. Cho nên chúng ta phải kiểm tra lại cái vị trí đánh dấu này đã chuẩn hay chưa. Đối với máy cũ có nhiều trường hợp vị trí đầu rắc co được cắt và hàn lại, do đó mà dẫn tới việc sai vị trí. Nếu trong trường hợp hai vị trí của đầu rắc co không có trùng khớp với hai vị trí đánh dấu trên dẻ treo thì bạn phải sử dụng bút mực để tiến hành đánh dấu lại. Ở đây vị trí đường ống lớn tương ứng với tại vị trí này ở trên dẻ treo, mình sẽ đánh dấu lại như thế này và ghi chữ L. Và đối với ống nhỏ chúng ta cũng làm tương tự, chúng ta đánh dấu lại tại vị trí này, chúng ta ghi chữ N để tránh nhầm lẫn giữa ống lớn và ống nhỏ. Và sau đó bạn lật phần dẻ treo lại và đánh dấu lại phần phía bên này. Chúng ta ghi chữ L là tương ứng với ống lớn, còn chữ N thì tương ứng với ống nhỏ. Vị trí ống đồng mà máy có thể che lắp được là từ vị trí này đến phần mép ngoài của dẻ treo. Vậy khoảng cách giữa ống đồng và ống nước mà máy có thể che lắp được sẽ dao động trong khoảng từ 47cm cho tới 57cm. Để cho các bạn dễ nhớ và dễ hình dung thì mình sẽ ghi cái phần kích thước vừa mới đo được lên trên tường là từ 47 cho đến 57cm. Khi chúng ta biết được khoảng cách chuẩn cần lắp đối với dàn lạnh này sẽ dao động từ 47 cho tới 57cm, bạn tiến hành dùng thước đo đo lại khoảng cách giữa ống đồng và ống nước ở trên thực tế xem có đạt yêu cầu hay không. Khoảng cách mà chúng ta đang đo được là 46cm. Trong trường hợp khoảng cách giữa ống đồng và ống nước đo trên thực tế không có nằm trong khoảng cách chuẩn thì bạn tiến hành đục ở phần tường bên trong hoặc là gõ nhị lớp vữa bên ngoài để tiến hành lôi ống ra hoặc đưa ống vào đúng với kích thước chuẩn. Sau khi hiệu chỉnh khoảng cách giữa ống đồng và ống nước trên thực tế khớp với kích thước chuẩn xong á, thì bạn tiến hành gắn dẻ treo lên trên tường.
Trước khi tiến hành gắn phần giá treo lên trên tường, bạn dùng thước đo đo khoảng cách giữa mép ngoài cùng của giá treo với phần tim của ống nước. Khoảng cách chúng ta đo được là 10 cm. Chúng ta tiến hành đánh dấu cái vị trí 10 cm này lên trên tường. Khi tiến hành gắn giá treo lên trên tường, bạn lưu ý cho mình vài điểm sau. Thứ nhất đó là giá treo phải được cân bằng như thế này. Thứ hai nữa là phần mép ngoài của giá treo phải trùng với vạch mà chúng ta vừa mới đánh dấu khoảng cách này là 10 cm. Và điểm lưu ý thứ ba nữa đó là phần mép dưới của giá treo phải thấp hơn phần mép dưới của ống nước và ống đồng, dao động từ 0,5 cho tới 1 cm, để đảm bảo khi lắp dàn lạnh vào thì không bị thấy phần mép dưới của ống nước và ống đồng. Rồi tiếp đến, bạn sử dụng dao rọc giấy rọc phần xi quấn của ống đồng ra. Bạn ép sát ống đồng vào vị trí của giá treo, đánh dấu lại vị trí cần cắt của ống đồng lớn qua vị trí cần cắt của ống đồng nhỏ. Thông thường đối với ống đồng nhỏ, mình hay cắt dài hơn khoảng từ 1 cho tới 1,5 cm. Sau đó bạn sử dụng dao cắt ống cắt ở vị trí chúng ta vừa mới đánh dấu. Trước khi tiến hành lê ống, bạn có thể sử dụng dũa hoặc là dao nạo bè vía để tiến hành loại bỏ phần bè vía ở bên trong ống. Khi đó chúng ta lê ống cho cái miệng lê đẹp hơn, không có bị răng cưa ở viền. Trong quá trình tiến hành mài dũa ống, bạn nên hướng cái phần đầu ống xuống bên dưới, đỡ cái phần mạ đồng rơi ra bên ngoài. Nếu như mà ống đồng lắp đặt tốt, dao cắt của bạn sắc bén, trong quá trình các bạn ép lực vừa phải thì khi lê cái miệng lê cũng rất là đạt yêu cầu mà không cần phải loại bỏ bè vía. Tiếp đến, bạn cho tán vào bên trong ống để tiến hành lê ống. Đối với ống đồng 6, bạn cho phần miệng ống bằng mặt với kẹp ống là đạt yêu cầu. Ở vị trí mặt trên và mặt dưới của kẹp ống luôn luôn có lỗ định vị. Khi bạn cho phần lê vào đúng vị trí của ống thì sẽ nghe tiếng kêu của viên bi định vị. Khi đó bạn tiến hành khó chặt lê lại. Sau khi lê xong, bạn phải kiểm tra lại phần miệng lê đảm bảo là tròn đều, không có vết xước. Đối với ống đồng 10 trở lên, khi mà bạn đặt vào kẹp ống, bạn phải cho nhô cao hơn cái phần mặt của kẹp ống với một cái khoảng cách phù hợp. Bạn có thể tham khảo cái bảng đang hiển thị ở trên màn hình. Hiện nay ở trên thị trường có loại lê chuyên dụng cho GNR32 và NR410A. Các bạn chỉ việc đặt ống bằng với mặt kẹp ống là đạt yêu cầu mà các bạn không cần phải cộng bù thêm. Kích thước của miệng lê, các bạn lê làm sao mà khi chúng ta kết nối vào vừa khít, không được quá lớn hoặc quá bé. Trong quá trình lê ống, nếu như mà bạn lê bị hỏng và bạn muốn cắt bỏ một cái chiều dài ngắn như thế này để đảm bảo không bị hụt ống thì bạn sẽ làm như sau. Bạn cho phần miệng lê vào rãnh của dao cắt như thế này. Khi đó tiến hành cắt ống thì bạn sẽ được một đoạn ngắn như thế này. Khi bạn lê ống xong thì tiến hành tháo vỏ dàn lạnh ra bên ngoài như thế này. Sau đó đặt dàn lạnh lên trên giá treo máy. Bạn dùng kìm nâng dàn lạnh khỏi tường để có không gian thao tác ở phía bên trong. Các bạn lưu ý là khi dùng kìm để nâng dàn lạnh lên như thế này thì bạn phải cho chân của kìm vào vị trí của giá treo để đảm bảo là kìm không bị rơi. Bạn kết nối đường ống lớn trước, bạn đặt phần jack co khớp với miệng lê, sau đó dùng tay siết chặt tán trước khi chúng ta sử dụng mỏ lết hoặc là kề lê lực để đảm bảo là phần miệng lê không bị hỏng. Sau đó bạn sử dụng mỏ lết và kề lê lực để siết chặt tán, đảm bảo là đủ lực, không quá dư hoặc quá thiếu. Đối với đường ống nhỏ, các bạn cũng làm tương tự. Đầu tiên chúng ta định vị miệng lê trước, sau đó mới dùng tay siết tán vào. Rồi sau đó dùng cờ lê siết đủ lực.
Trong quá trình siết tán, bạn nên siết vừa đủ, không nên quá dư hoặc quá thiếu. Nếu mà siết tán quá dư lực thì dẫn tới việc là tán dễ bị nứt giống như thế này, hoặc là cái phần miệng le sẽ bị hỏng hoặc bị đứt ra bên ngoài luôn. Nếu mà chúng ta siết tán quá dư lực hoặc quá thiếu thì cái vị trí kết nối dễ bị xì ra sau này. Có nhiều bạn yêu cầu mình hướng dẫn cách siết tán bằng thủ công sao cho đảm bảo đủ lực. Thật sự cái này rất khó bởi vì nó dựa hoàn toàn vào kinh nghiệm cá nhân. Các bạn phải làm trải nghiệm nhiều thì các bạn mới tìm ra điểm lực của mình. Khi đó các bạn siết nó mới tương đối chuẩn xác. Hoặc các bạn có thể tham khảo video hướng dẫn của hãng Daikin. Mình sẽ để link ở bên dưới phần mô tả của video này. Khi đi làm trong thực tế, mình thấy đa số mọi người siết tán bằng mỏ lết đều dư lực chứ không có bị thiếu lực. Sau khi siết tán xong, bạn dùng băng keo điện để định vị bảo ôn trước khi tiến hành quấn xi lại. Ở bên dưới phần bụng của dàn lạnh, do vị trí thao tác khá là chật hẹp, bạn không thể nào mà dùng nguyên một cuộn như thế này các bạn quấn được. Do đó mà bạn chỉ lấy một cái đoạn chiều dài đủ quấn, rồi sau đó chúng ta tiến hành quấn lại. Các bạn lưu ý là đối với máy 9000 BTU đến 12000 BTU, đa phần ở phần bụng này rất là bé, do đó mà chúng ta phải siết thật chặt tay ở cái phần cách nhiệt này để đảm bảo là máy không bị hở quá nhiều so với tường. Đối với bảo ôn cách nhiệt súp lon đen, thường ống có chiều dày khá là dày, do đó mà bạn phải loại bỏ bớt một ống và chỉ chưa lại một ống, sau đó bọc chung hai đường ống đồng vào, khi đó chúng ta siết nó mới nhỏ được. Các bạn lưu ý cho mình, đối với dây nguồn mà bị ngắn khi mà tiến hành đấu nối á, thì bạn không nên cho dây nguồn vào bên trong của bảo ôn, bởi vì trong quá trình sử dụng thời gian dài, bảo ôn bị thấm nước dẫn tới cái hiện tượng là chập điện các bạn. Sau đó bạn đưa tất cả các dây bao gồm dây cấp nguồn, dây điều khiển từ dàn lạnh ra dàn nóng lên vị trí kết nối. Các bạn tiến hành án chân và cắt bỏ phần kích thước đường ống thoát nước ngưng bị dư. Sau đó lấy kìm ra và hạ dàn lạnh xuống. Sau đó bạn cho ống thoát nước ngưng của máy vào bên trong ống. Đối với máy này, dây cấp nguồn sẽ đấu nối vào chân L và chân N. Hai dây điều khiển ra dàn nóng là chân số 1 và chân số 2, tương ứng với dây số 1 và dây số 2. Như vậy là sẽ dư một dây chúng ta đỡ trống. Do máy này là máy mono không phải máy invert cho nên sẽ dư một dây. Ở đây mình đã đấu nối xong, dây nguồn vào mình đấu vào chân L, N, còn hai dây chạy từ dàn lạnh ra dàn nóng sẽ là chân số 1 và chân số 2. Dây số 3 bị dư do máy này là máy mono cho nên mình sẽ đỡ trống, mình cho nó vào ở bên trong như thế này. Sau đó bạn tiến hành đóng nắp lại.
Sau khi chúng ta kết nối ống đồng và dây điện với dàn lạnh xong thì tiến hành lắp vỏ dàn lạnh vào, sau đó kiểm tra khe hở ở dưới vỏ dàn lạnh với tường xem là có quá lớn hay không. Nếu mà khe hở như vị trí này và vị trí này thì xem như đạt yêu cầu. Còn nếu mà khe hở lớn như thế này thì không đảm bảo, chúng ta cần phải kiểm tra lại vị trí bảo ôn ở bên trong ống đồng, có thể nó bị quá lớn dẫn tới bị cơi máy. Trong trường hợp này khe hở này quá lớn là do quán này đỡ ngồi nắng nó bị cong, nó không có được thẳng các bạn. Như vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong khói trong nhà. Bây giờ chúng ta chuyển sang phần tiếp theo, đó là kết nối khói ngoài nhà với đường ống. Các bạn lưu ý khi mà tháo tán ở vị trí van hai ngã và van ba ngã, bạn phải sử dụng hai mỏ lết, một cây mỏ lết các bạn giữ ở vị trí này và mỏ lết còn lại chúng ta tiến hành mở tán, như vậy đảm bảo là cái van hai ngã và van ba ngã không bị hỏng. Bây giờ chúng ta tiến hành đánh dấu vị trí ống đồng cần cách. Trước tiên bạn rập bỏ cái phần xi quấn bên ngoài như thế này. Sau đó tiến hành đánh dấu vị trí ống đồng cần cách đối với ống lớn và đối với ống nhỏ. Các bạn dùng dao cắt ống cắt tại vị trí chúng ta vừa mới đánh dấu đối với ống đồng lớn và ống đồng nhỏ. Sau đó chúng ta cho tán vào ống và tiến hành lê ống như mình đã hướng dẫn ở phần dàn lạnh. Đối với ống lớn chúng ta cũng làm tương tự. Sau khi lê ống xong thì bạn tiến hành kiểm tra lại miệng lê xem là có đảm bảo đạt yêu cầu hay không. Tiếp đến là chúng ta kết nối đường ống vào dàn nóng. Rồi sau đó tiến hành siết chặt tán. Để tiết kiệm thời gian, sau khi kết nối đường ống với dàn nóng xong thì bạn tiến hành hút chân không trước. Trong thời gian bơm chân không chạy thì bạn kết nối dây điện với dàn nóng rồi sau đó quấn lại bảo ôn và điều chỉnh lại đường ống. Trong thời gian chờ đợi bơm chân không chạy thì bạn tiến hành đấu nối nguồn vào dàn nóng và quấn lại phần cách nhiệt cho đường ống đồng. Các bạn kết nối dây số 1 vào vị trí chân số 1 trên dàn nóng. Dây số 2 vào vị trí chân số 2 trên dàn nóng.
Và dây số 3 là dây dư nên chúng ta không có kết nối, chúng ta đỡ chóng. Các bạn lưu ý là trong trường hợp dàn nóng còn ghe thì vành 2 ngã và vành 3 ngã luôn luôn đóng, các bạn không được phép mở. Khi đó bơm chân không chỉ hút không khí ở phần ống đồng và dàn lạnh ra bên ngoài. Còn trong trường hợp mà dàn nóng bị xì hết ghe, các bạn phải tiến hành mở vị trí vành 2 ngã và vành 3 ngã. Khi đó bơm chân không sẽ hút toàn bộ không khí bên trong dàn nóng trong đường ống và dàn lạnh ra bên ngoài. Khi chúng ta đấu nối lại nguồn quấn xi cho cách nhiệt và bơm chân không chạy đúng thời gian quy định thì tiến hành khóa van đồng hồ lại, sau đó tiến hành tắt bơm chân không. Bạn đợi từ 5 đến 10 phút sau đó quan sát trên đồng hồ, nếu như mà kim đồng hồ dịch chuyển thì chứng tỏ hệ thống đang bị hở hoặc là có nước ngưng tụ ở bên trong. Các bạn cần phải tiến hành kiểm tra lại tất cả các vị trí đấu nối của dây nạp ga với hệ thống. Các bạn lưu ý là đỡ mà thử xì hiệu quả thì chúng ta cần phải thử xì hệ thống ở áp suất cao. Còn việc mà hút chân không đỡ phát hiện xì thì không hiệu quả cho lắm. Chúng ta chỉ biết được hệ thống xì nhưng không thể xác định chính xác vị trí bị xì. Và trong trường hợp này vị trí xì sẽ khá là lớn. Nếu như trong trường hợp kim đồng hồ đứng yên không dịch chuyển thì bạn sẽ sử dụng lục giác tiến hành mở van ở vị trí đường đẩy hay còn gọi là van 2 ngã. Các bạn mở từ 1 đến 2 vòng và chờ đợi từ 1 đến 5 giây, sau đó tiến hành khóa lại. Và các bạn cũng chờ đợi trong 5 phút và quan sát trên đồng hồ, nếu như mà kim giảm áp suất thì chứng tỏ đang bị xì. Các bạn kiểm tra lại vị trí kết nối giữa đường ống với dàn nóng, giữa đường ống với dàn lạnh, kiểm tra lại các vị trí kết nối của dây nạp ga. Nếu như mà áp suất trên đồng hồ không giảm thì tiến hành mở van 2 ngã và van 3 ngã, các bạn mở ra hoàn toàn. Sau đó bạn tiến hành cấp nguồn và cho máy hoạt động. Các bạn chờ đợi máy hoạt động ổn định trong vòng tối thiểu 15 phút. Đối với tiết liêu mà đặt ở dàn nóng thì bạn phải chờ đợi máy hoạt động tối thiểu 15 phút để cho hệ thống ổn định. Sau đó kiểm tra các thông số như là dòng làm việc của máy nén, áp suất hút và nhiệt độ trên lệch ở dàn lạnh. Các bạn kích hoạt máy ở chế độ làm lạnh, giảm nhiệt độ thấp nhất và bật quạt gió ở chế độ lớn nhất. Đối với những dòng sản phẩm inverter, bạn có thể kích hoạt chế độ chạy thử bằng cách nhấn giữ phím nguồn ở trên dàn lạnh trong vòng 5 giây. Và các bạn chờ máy chạy ổn định trong 15 giây, tiến hành kiểm tra các thông số mà mình đã nói trước đó. Các bạn lưu ý là chế độ chạy thử sẽ làm việc trong vòng 30 phút. Khi máy hoạt động ổn định tầm khoảng 15 phút thì bạn tiến hành kiểm tra áp suất hút và dòng làm việc của máy. Tất cả những thông số này phải đảm bảo là bình thường. Dòng làm việc của máy không được quá cao so với dòng tiêu chuẩn ghi trên tem máy. Nếu mà nhiệt độ môi trường nằm trong khoảng từ 30 đến 40 độ C thì áp suất hút sẽ rơi vào khoảng từ 60 đến 80 PSI đối với ga NR22. Đối với ga NR410E thì áp suất hút sẽ rơi vào khoảng 120 đến 140 PSI. Và đối với ga NR32 áp suất hút sẽ rơi vào khoảng từ 130 đến 150 PSI. Tiếp đến, các bạn sử dụng nhiệt kế loại tiếp xúc như thế này. Các bạn đo nhiệt độ ở vị trí gió hút vào của máy và nhiệt độ ở vị trí miệng gió thổi ra. Hai nhiệt độ này trên lệch tối thiểu phải lớn hơn 8 độ C thì xem như máy hoạt động bình thường. Sau khi kiểm tra tất cả các thông số làm việc của máy và đảm bảo là máy hoạt động bình thường, bạn tiến hành tháo đồng hồ nạp ga ra khỏi máy và vặn các tán bít vào vị trí van 2 ngã và van 3 ngã, sau đó dùng mỏ lết siết chặt tất cả các tán bít này. Các bạn tuyệt đối không sử dụng cao su non trong ngành nước để mà quấn tất cả các vị trí ren như thế này, vì như vậy nó không có đảm bảo kín nha các bạn. Lưu ý là ga lạnh nó sẽ khác với nước. Quay lại, bạn đã nắm được quy trình lắp đặt điều hòa treo tường hai mảnh hở dân dụng. Tuy khi đi làm thực tế bạn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều do độ cao, vị trí, địa hình lắp đặt sẽ rất là đa dạng, đòi hỏi bạn phải quan sát và tư duy. Nếu bạn chịu khó xem hết video này thì việc lắp máy đối với bạn sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều. Còn vấn đề lắp đẹp và nhanh thì đòi hỏi các bạn phải thực hành liên tục và luôn luôn học hỏi từ những người đi trước. Mình hy vọng là video này sẽ giúp ích cho những bạn mới bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye!